Xin chào quý bạn và các quý vị. Chào mừng đã quay trở lại với kênh Review TV của mình. Video này mình sẽ gửi đến các bạn nội dung và những thông tin mới nhất về Thor 4, Love and Thunder. Nào, đi thôi. Bộ phim Thor, Love and Thunder dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2021 và đang được rất nhiều fan hâm mộ mong chờ vì những tình tiết hấp dẫn đã được tung ra. Mới đây, một fan hâm mộ đã đưa ra một giả thuyết vô cùng hấp dẫn những sự kiện trong series Loki và bộ phim Thor Love and Thunder trên Reddit và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhất là việc mới đây hình ảnh và toàn bộ cast bộ phim đang được lan truyền khắp mạng xã hội. Theo đó, Chris Hemsworth và Tessa Thompson chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhưng điều quan trọng là Natalie Portman và Tom Hiddleston đều sẽ trở lại. Hiện tại vẫn chưa rõ dàn cast này bao nhiêu phần trăm khả năng là sự thật trong việc xuất hiện nhân vật Loki đang khiến fan xôn xao bàn luận. Nhưng chúng ta đã biết sau khi trốn thoát cùng với Tesseract trong Endgame thì Loki có thể sẽ được hồi sinh trong một thời gian khác. Chính vì điều này, mới đây một fan hâm mộ đã đưa ra một giả thuyết vô cùng hấp dẫn về những sự kiện trong series Loki và bộ phim Thor Love and Thunder trên Reddit và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo giả thuyết này thì những sự kiện trong hai bộ phim này có mối quan hệ thân thiết và mật thiết với nhau, gắn kết giữa hai dòng thời gian khác nhau. Cụ thể, theo giả thuyết thì Loki sẽ sử dụng viên đá không gian cướp được mang Thor hiện tại về dòng thời gian mà mình đã trốn thoát. Anh làm việc này là vì muốn Thor có thể giúp mình đánh bại một thế lực nguy hiểm là Gorr, kẻ gieo rắc nỗi khổ trên khắp chín cõi. Lúc này, Thor ở hiện tại phát hiện James Foster của dòng thời gian gốc đã chết trong sự kiện Infinity War, không phải vì cú búng tay của Thanos mà là vì căn bệnh ung thư. Còn đối với James Foster của quá khứ, người đã trở thành Famed Thor, thần sấm nữ, lại phát hiện ra rằng Loki đã giết Thor của dòng thời gian mới được tạo ra này. Chính vì vậy, cả hai James Foster của dòng thời gian mới và Thor của dòng thời gian gốc đã xuất hiện trong đời nhau, nhưng họ chỉ là những phiên bản thay thế. Trong dòng thời gian này, Asgard vẫn chưa bị phá hủy và Loki là người trị vì vùng đất này. Bởi trước đó, Loki đã giết Thor của quá khứ, hoặc cũng có thể anh đã hy sinh khi chiến đấu với God. Nghe thì thật là hoang mang khó hiểu đúng không nào? Nhưng nếu xem xét kỹ về việc Marvel đã tung hỏa mù với các dòng thời gian của mình, thì đây là một giả thuyết vô cùng thú vị và khá hợp lý. Tuy nhiên, đây mới là giả thuyết đến từ các fan hâm mộ mà thôi. Còn để biết chính xác mọi việc như thế nào thì chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể nhận biết được. Các bạn thấy giả thuyết này như thế nào? Hãy nêu ý kiến của mình ở dưới phần bình luận để AD biết nhé! Cuối cùng, Thor Love and Thunder, thần sấm sẽ được bấm máy vào năm 2020 và lên sóng vào tháng 11 năm 2021. Có thể là phim cuối cùng thuộc series 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong khi đó, series Loki sẽ lên sóng Disney vào mùa xuân năm 2021.